Thì nãy giờ mọi người cũng nói về quan điểm của mọi người về cái tình yêu trong game show rồi. Anh cũng đồng ý với mọi người là nhờ những cái game show này mà những cặp đôi có thể tìm đến nhau và tìm hiểu nhau và cho nhau một cơ hội. Cũng giống như anh thì anh có thể tìm một ai đó đang tìm hiểu đến thời điểm hiện tại bây giờ. Thì không biết sau này như thế nào nhưng mà bây giờ thì mình vẫn đang vui về cái mà mình lựa chọn. Anh nghĩ là cái tình yêu trong game show là hoàn toàn có thể xảy ra, mình có thể tin vào điều đó. Rồi, anh nói hay quá, anh tặng anh con cá. Anh con cá. Cảm ơn anh đã đến với chương trình này. Yeah, anh em là MC anh hả? Không, bất cứ đúng rồi, MC của chương trình anh. MC là người. Anh nghe, anh có biết tại sao anh cho con cá không? Đâu phải cái gì mà tự nhiên bài trí đâu sẵn đâu, cái gì cũng có cái giá của nó. Tất cả mọi người đều phải đoán đúng không? Tất cả mọi người đều phải đoán nên anh đừng lo. Ok. Anh đoán tổng số tiền trong bữa ăn ngày hôm nay là 2.250.000. Rồi cảm xúc gì vậy? Anh hỏi rồi ạ. 2.250.000. Thì cảm xúc của anh hôm nay là thực sự hôm nay rất là vui khi tham gia một talk show vui vẻ cùng mọi người và được mọi người chia sẻ những cái điều thú vị trong tình yêu. Thì anh cảm thấy rất là vui và đây cũng là một cái trải nghiệm mà đáng nhớ. Còn đối với em thì em nghĩ bữa ăn này có giá 1.500.000 đồng. Thì chị thấy là 1.400.000 là giá của đồ ăn hôm nay. Nói chung là tập cuối thì chị thấy cũng hơi buồn tại vì phải chia tay với mọi người á. Chị mong là sắp tới sẽ có những cái game show như này nữa để cho mọi người có thêm cơ hội để chia sẻ những cái kỷ niệm rồi những cái experience, những cái cảm xúc về tình yêu rồi về bất kỳ những cái vấn đề nào khác. Đúng, chính xác. Em thấy đây là một sân chơi rất là hay. Sân chơi rất là hay và mình quen thêm được những người bạn mới nữa. Và mọi người rất là chân thành. Thêm món ăn ngon. Giá của em 1.000.000 thôi. Thì cũng tập cuối rồi và Sa thì cũng gần như là đã tham gia xuyên suốt từ đầu đến cuối cái chương trình mùa này Giải Mã Tình Yêu. Thì Sa thấy là cũng sẽ có những cái cơ hội để cho Sa chia sẻ những cái quan điểm về tình yêu, nhưng mà cái format của chương trình rất là đặc biệt. Khi mà mình đến những cái quán ăn, mình ngồi nói chuyện chung với các bạn trẻ với nhau, mình có một cái không gian nó thoải mái, nó không phải bị gò bó với những kịch bản hay là những cái gì nó bị áp lực quá. Tức là mình muốn nói gì mình nói, ý kiến của mình cái gì mình được tự do hết. Và sao thấy cái hay nhất của chương trình nó nằm ở đó. Và sao mong là sau chương trình thì dĩ nhiên chúng ta là những người trẻ, những thế hệ mới chúng ta có những cái luồng ý kiến khác nhau trong tình yêu, nhưng mà chốt lại chính vì tình yêu nó mới làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Cho nên là cho dù có đau khổ hay là có vui sướng cỡ nào thì các bạn trẻ ơi, đừng có ngần ngại mà yêu nha, cứ tiếp tục yêu nó không có. Tình yêu chính là sắc màu của cuộc sống này. Con người ta không thể nào sống nhưng mà thiếu tình yêu được. Chính vì những cái suy nghĩ tuyệt vời đó cho nên Sa đã đưa ra một con số đặc biệt ngày hôm nay, đó là 6 số 9. 999.999 đồng cho bữa ăn hôm nay. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Xem mấy. Chúc mừng anh. Oh my god. Em mới. Yêu nhở? Mắc lắm á. Thôi. 761.000. Đồ rẻ nhở. Anh tại vì đồ ăn ngon nên anh nghĩ là nó rất là mắc. Xong rồi có bạn bảo đây là thịt bò Kobe nữa. Anh đã bị lừa. Mọi người ơi, thì đây cũng là số cuối của chương trình rồi. Thì rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm chương trình trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Và hy vọng rằng mọi người sẽ quan tâm và ủng hộ chương trình vào những mùa tiếp theo. Và những ai có những câu chuyện tình yêu thì đừng có ngần ngại, hãy mang đến chương trình. Thực sự là tình yêu có phải là rất là đẹp trong cuộc sống này và tạo nên cho chúng ta nhiều cảm xúc hơn trong cuộc sống. Và cảm ơn mọi người một lần nữa. Và xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.